Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái chuỗi series mà rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm, đó là cái chuỗi series về cá rồng. Thì mở đầu cái chuỗi series thì chắc mình sẽ làm một con cá rồng mà hầu hết ai cũng có thể tiếp cận được và nó khá là quen thuộc đối với tất cả các bạn, đó là con cá ngân long. Đó. Thì bây giờ mình xin khái quát sơ về cá rồng nha. Thì cái con cá rồng này nó được đặt tên theo một cái con vật nhân gian mà chắc bạn nào cũng biết, đó là con rồng, một trong những con mà tứ linh ở trong nhân gian Việt Nam và là tứ thánh thú của bên Trung Quốc đó các bạn. Đó, thì con cá này là được bên người Hoa người ta đặt dựa theo hình tượng của con rồng. Đó, lý do là nó dài khá giống con rồng và nó có hai cái cọng râu của nó. Đó, hai cọng râu này thì có nhiều người nói giống chiếc sừng của rồng, có nhiều người nào thì nói giống cái cặp râu của rồng. Và đây cũng là một trong những cái phần mà giá trị, gần như là phải nói là giá trị, trong những cái giá trị bậc nhất của con cá rồng đó các bạn. Một con cá rồng mà đứt râu thì không thể nào mà có giá được hoặc là bán được hết á. Đó là như vậy đó. Rồi thì cái con này thì các bạn thấy là nó mang cái tính chất phong thủy khá là nhiều. Khi mà thật sự ra có con cá này á, hầu đó nó chỉ là cá ăn thôi các bạn, nhưng mà sau này nó mắc lên tới như vậy là do nó mang cái yếu tố phong thủy và cái người Hoa người ta đẩy giá nó lên và bắt đầu người ta săn bắt rất là nhiều. Chứ hầu đó nó là cá ăn thì nó chả có cái vấn đề gì mà gọi là tuyệt chủng hết các bạn, vô sách đỏ hết á. Thậm chí là cái con cá mà các bạn biết là những con cá hổ như cá hổ Mekong á, những con đó hầu đó nó cũng chỉ là cá ăn thôi, những năm 80 nó chỉ là cá ăn thôi mà thịt của nó dở, người ta còn không thèm ăn nữa. Mà sau này bắt đầu nó vô thành cá phong thủy, cá cảnh, cái săn bắt quá mức, cái tuyệt chủng. Thấy các bạn thấy nó chớ trêu vậy đó, cá mà làm cảnh thì nó lại tuyệt chủng, mà con cá mà ăn đánh bắt để ăn là lại không tuyệt chủng. Cho nên là mình thấy là cái giới chơi cá cảnh của mình là nhiều khi lại đẩy những con cá đến mình những cái bờ vực mà nó tuyệt chủng như vậy thì nó rất là không hay các bạn, do những cái yếu tố làm giá và những cái quan điểm về mà phong thủy này kia. Tuy nhiên thì cái tính chất phong thủy thì nó thật sự là có chứ không phải là không có, nhưng mà để mà vì một cái mưu cầu cá nhân mà để ép một cái loài vật mà đến bờ vực diệt vong như vậy thì nói thật cái phong thủy đó là nó chả mang đến cái lợi ích gì tốt đẹp đâu các bạn. Đó. Rồi những con cá rồng này nè các bạn, nó là xuất hiện cách đây là rất là lâu rồi. Người ta ghi nhận bên khoa học là họ cá rồng đã xuất hiện cách đây là vào cái kỷ mà kỷ Jura đó. Đó. Kỷ Jura là cái kỷ của con khủng long á. Thì hơn 150 triệu năm thì nó không có thay đổi cái hình dạng gì nhiều từ những cái bộ hóa thạch mà người ta thu thập được. Do đó người ta được sắp vào những cái loài cá này là cá cổ đại các bạn. Cái từ mà Arowana đó, cái từ đó được sắp được có nghĩa là những dòng cá cổ đại, chứ nó không phải là Arowana là chỉ cái cá là cá rồng thôi nha các bạn. Cho nên là con cá hải tượng á, các bạn thấy là người ta vẫn ghi chữ Arowana, thì cái có hải tượng nó với con cá rồng thì nó chỉ thuộc một cái phân lớp là nó gần với nhau thôi. Ví dụ như mình nói với các bạn nha, cái phân lớp bộ cá lưỡi xương thì nó sẽ rất nhiều những cái chi mà phân lớp ngang nhau. Ví dụ như họ cá rồng là những con cá mà nó có hai cái râu, và một phân lớp khác đó là họ cá khổng tượng gồm có loài cá hải tượng và cá rồng châu Phi. Đó là một phân lớp ngang hàng với cá rồng, và bộ cá thắt lát nó cũng ngang hàng với cá rồng luôn. Các bạn xem, và bộ cá vòi voi nó sẽ rất nhiều phân lớp ngang hàng, chứ các bạn đừng có hiểu nhầm là cá hải tượng với cá rồng là nó chung một họ. Thật sự không phải, nó chỉ chung một cái phân, nó nằm ngang phân lớp và nó nằm chung ở một cái nhánh lớn thôi các bạn, chứ không có chung một họ. Rồi có nhiều người ta lại nói là cái con cá hải tượng nó lại là vua của các loài cá rồng, thì cái chuyện đó là không phải nha các bạn. Hai cái họ nó chả liên quan gì, y chang với các bạn là đang thuộc hàng quý tộc quyền quý vậy. Cái có một cái thằng đâu ngoại lai nó vô nó xưng nó làm vua thì cũng đọc nó không đó. Cho nên là cái quan điểm này là nó rất là sai lầm đối với những người nào mà cuồng hải tượng quá mà gán ghép như vậy là không chính xác đâu nha các bạn. Đó rồi thì những cái con cá rồng này nè thì mình thấy là nó thật sự không phải mình nuôi nó là vì cái tính chất phong thủy ban đầu đâu. Tại vì mình yêu thích con cá rồng này là mình yêu thích từ hồi cái năm mà mình chắc mình mới có học mẫu giáo chưa vô lớp 1 các bạn. Thì lúc đó lần đầu tiên á mình chơi cá kiện á, thì lần đầu tiên mình nhớ dư in luôn là cách đây khoảng mười mấy năm, gần 20 năm á, thì mình thấy cái lần đầu tiên con cá ngân long á thì mình thấy nó rất là lạ và mình rất là thích nó. Mình thấy nó uốn lượn lượn đúng như con rồng mà đang bay với hai cái cánh vậy các bạn, chứ mình không biết nó là cá rồng á. Và thậm chí hồi đó mình hỏi người ta đó là cá gì mà mình nghe nhầm con cá đó, mình nghe là con cá long kim các bạn. Đó, mình nghe nhầm như vậy luôn á. Thì cái lúc đó là những con cá mà size mà
sai khoảng là 3 tấc đến 4 tấc á, là thời đó con cá đó nó chỉ có 200 ngàn thôi các bạn. Đó mà các bạn biết là 200 ngàn thời đó rất là lớn, tại lúc đó một dĩa cơm nó chỉ có 4 ngàn thôi. Mà các bạn đi học mà các bạn có được một khoảng chừng mà 3-4 ngàn trong tay là các bạn đã hơn trang lứa rất là nhiều người rồi. Tại thời đó là mình nói thật nha, rất nhiều những cái người bạn đồng trang lứa của mình là đi học như là chỉ ăn cơm nguội buổi sáng chứ không có được mà đi tới ăn sáng đâu. Những người mà đi ăn sáng mà ăn trong những cái quán mà cơm tấm cơm sườn đó là sang lắm đó các bạn. Cho nên thời đó là 200 ngàn đó, rất là lớn đó. Và cái lúc mà mình nhớ là lần đầu tiên đó, khi mà mình mua một cặp cá rồng về là lúc đó mình cũng đã học cũng là lớp 6, lớp 7 rồi đó các bạn. Nó thì mình thì lúc đó mẹ mua cho mình một cặp, nó thì cái một cặp đó là cặp đầu tiên, thì một cặp đó 400 mà mua về đúng là không biết nuôi các bạn, thì nó chết hết một con rồi, một con á thì đem trả lại. Rồi sau đó bắt đầu 2-3 năm sau nó mình lại nuôi tiếp thì nó lại chết nữa, và nó chết thì mình nhớ là cái con thứ hai nó chết đó là bị bệnh mang. Rồi mình lại mua tiếp, sau này lớn lên á cái bắt đầu tiền là bắt đầu, nói chung là lúc đó tiền thì nó không có quá lớn, nó như 200 ngàn, thật sự ra các bạn ăn tô phở là hết 40-50 ngàn rồi đó. Thì mua một con cá rồng về thì nó lại chết nữa các bạn, nó nhảy ra sau nửa tiếng đồng hồ nó nhảy ra, là lúc đó mình cũng không nản luôn các bạn. Mình cứ nuôi 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 tới, và nuôi tới khi mà mình có được cái con cá rồng thành công á, là cái con cá ngân long đang dài nhất trong hồ nó, các bạn thấy không, nó đang mơ nó lượn qua đó, nó lượn qua nằm trên con 2 bét á, đó là cái con cá mà mình thành công nhất á. Rồi sau đó mình mới chuyển qua cái con thứ hai là con thanh long, thứ ba là con kim long úc, rồi mới tới là con hồng long và con 2 bét đó. Thì hiện tại là mình ngưng cái bộ cá rồng lại rồi đó. Đó, thì bây giờ mình vô cái chủ đề chính luôn á, là nói về cái con ngân long này á, thì con ngân long này cái chiều dài nó ngoài thiên nhiên là nó hơn tới 1 mét luôn các bạn đó. Và nó thuộc dòng cá rồng Nam Mỹ, thì cá rồng Nam Mỹ nó chỉ có hai loại thôi, đó là con ngân long và con hắc long. Mình sẽ không đề cập tới con hắc long ở ở đây nha đó. Thì cái con này là dạng khoảng mà khoảng 40 cm á, là bắt đầu nó mới đổ qua cái màu xám bạc. Tuy nhiên hiện tại trên thị trường có rất nhiều những dòng cá bơm đó, những cá bơm thì cỡ khoảng là 20 là bắt đầu nó đã lên cái màu bạc trắng rồi các bạn. Thì lý do mà để cho cá rồng mà nó lên cái màu như vậy á, thì thứ nhất ánh sáng của các bạn phải là ánh sáng mạnh, ánh sáng ánh nắng trực tiếp mặt trời càng tốt, hoặc là đèn UDC. Thứ hai là chất nước các bạn phải tốt, pH là dao động khoảng là từ 7 cho đến là 7.5 đó. Tại vì con cá rồng nó thích cái tính chất mà nó, hầu hết các loại cá rồng đều yêu thích cái tính chất mà từ trung tính cho đến kiềm nhẹ đó. Và cái phong các bạn nuôi phải là phong trắng nha, nếu mà các bạn nuôi mà không tối là màu nó sẽ xám xịt liền đó. Và các bạn nuôi mà ánh sáng ít nó cũng sẽ xám xịt đó. Và để cho cá rồng mà nó lên dãy màu đẹp á, thì các bạn nên cho đăng tôm. Đối với ngân long các bạn cho nó cứ cho ăn tôm, còn nếu mà các bạn mà cứ cho nó ăn mà trùng dế á, thì cái màu bạc nó không có được sáng ánh đâu, nhưng mà đổi lại thì các bạn sẽ thấy là cái viền màu hồng nó lên rất là đậm đó. Các bạn thấy không, con cá rồng mình nó lượn qua các bạn sẽ thấy là cái viền hồng nó rất là đậm luôn đó. Thì đối với con cá rồng thì nó lại như vậy đó. Còn nếu mà các bạn mà muốn tăng cái bộ óng ánh của vảy lên đó, thì các bạn nên cho ăn thịt bò ấy theo, và nhất là tim bò đó. Nhưng mà những cái thứ đó thì nó rất là khó tiêu, cho nên là các bạn phải trộn với men tiêu hóa nha. Đó, và các bạn nếu mà các bạn muốn cho con cá mình nó khỏe hơn thì các bạn hãy thường xuyên mà bổ sung vitamin C. Thì các bạn ra ngoài tiệm thuốc tây các bạn mua viên sủi C đó. Đối với cái hồ mà từ 8 cho tới 1 mét các bạn bỏ chừng một viên thôi, còn nếu cá bệnh thì các bạn bỏ 2 viên vô sủi trực tiếp vô trong hồ luôn đó, và lấy than hoạt tính ra trong khi mình xài nha các bạn đó. Đối với các rồng mà cá rồng mà ngân long này nó có một cái nhược điểm đó, là khoảng từ size 60 trở lên là nó bị sệ mắt rồi các bạn. Nó sẽ bị sệ mắt hơn là những cái dòng khác, và nó còn bị gãi lưng nữa đó. Mà gãi lưng thì bây giờ các bạn nuôi mà nếu mà các bạn nuôi cái dòng chải nó đừng quá mạnh nha, và cái hồ các bạn lớn thì nó sẽ không có gãi lưng đâu, nhưng mà cái sệ mắt là gần như là cái bệnh, nó bệnh thiên thu của cá rồng rồi đó. Còn nếu mà để chữa sệ mắt thì các bạn tống nó xuống hồ xi măng đó, là bốn bên nó sẽ không nhìn ở đâu được, nó chỉ có ngước lên trời thôi đó. Thì cái lúc đó là con cá rồng nó sẽ hết bị sệ mắt. Tuy nhiên thì như vậy thì con cá của các bạn cái màu nó sẽ xám xịt và các bạn cũng sẽ không có thể nhìn thấy nó được đấy. Còn về mà cái chất nước nuôi á, thì mình đã nói với các bạn rồi, ví dụ như giữ nước sạch pH từ 7 cho đến là 7.5 đó. Và mình chia sẻ với các bạn là cái dàn lọc mà trên cho hồ cá rồng như thế nào, rồi tác dụng của nhâm thạch như thế nào, rồi cần sủi oxy và dòng chải như thế nào. Và đặc biệt lưu ý nha, cá rồng thì đối với hầu hết các loài cá rồng, mà đặc biệt với ngân long là một trong những cái loài cá rồng lớn nhất á, nó gần như là cái con mà lớn nhất trong cái họ cá rồng nha các bạn. Hải tượng không phải là con trong họ cá rồng nha, như mình đã đề cập nha đó. Thì chỉ có ngân long và hắc long là hai con mà lớn nhất thôi đó. Thì cái
Các bạn nên sắm cho mình ngay từ đầu là cái hồ từ 1,2 m cho đến 1,5 m. Thì mới đầu thì các bạn sẽ thấy nó rất là trống và con cá các bạn nó sẽ rất là nhát. Đó, nhưng mà các bạn đổi hồ thì chi phí nó rất là tốn kém và setup là hồ nó rất là mệt. Đó, và cá rồng thì ngân long thì lớn rất là nhanh các bạn. Các bạn mà thử mà bạn mua mà size 15 cm nha. Các bạn nuôi khoảng nửa năm là bắt đầu nó bút lên khoảng 40 cm luôn rồi đó. Đó, bây giờ là cái con kim long Úc bây giờ nó tới mùa động dục của nó rồi. Nó cứ dí nó đánh con thanh long hoài vậy. Tới mùa mưa là cá rồng nó vậy bạn, hầu hết cá nào cũng vậy đó. Tới mùa mưa là bắt đầu nó tảo nhau hết. Đó cá nước ngọt nha. Còn cá nước mặn thì đúng mùa sinh sản nó là nó dựa vào nhiệt độ với dòng hải lưu các bạn, chứ không có dựa vào lượng mưa lưu lượng nước đâu. Đó. Rồi thì con ngân long này á thì các bạn nuôi có thể là nó là gần như là một trong những cái loài mà cá rồng hiền nhất trong họ cá rồng luôn á, những cái rồng Nam Mỹ là nó là loài hiền nhất á. Thì các bạn có thể nuôi ghép với rất nhiều loài. Đó. Ví dụ như các bạn có thể nuôi ghép với những con cá rồng khác, nhưng mà vấn đề là các bạn phải nuôi từ nhỏ nha. Hoặc là các bạn nuôi với những loài cá mà dị hình, ví dụ như kim ngân, phi phụng, kim sơn hay là lao kiến, nàng hai nè, hồng két đó, và thậm chí rô đầu bự hay là củ sừng. Nói chung các bạn muốn nuôi con gì cũng được hết á. Đó, thì nó rất là dễ, tại vì cái con ngân long này nó cũng không có phải là nó sợ ai quất nó hết á. Nhưng mà các bạn nuôi cá sấu quả tiễn hay là cá lóc thì các bạn phải lựa là nó phải nhỏ hơn size con cá rồng một tí nha. Đó, tại vì nó không giết được cá rồng nhưng mà nó sẽ sát thương cao đó, nhất là mấy dòng cá lóc đó các bạn. Và những cái tại vì những cái dòng đó nó sẽ hoạt động ở tầng mặt, do đó là nó cũng sẽ cạnh tranh lãnh địa với trực tiếp với con cá rồng. Còn những cái dòng mà các bạn nên mua đó, thì các bạn nó nên mua những cái dòng mà nó hoạt động ở tầng đáy đó. Tuy nhiên thì cái gì cũng có nhược điểm của nó hết. Nếu mà các bạn mua mà cái hoạt động ở tầng đáy nhiều thì con cá rồng nó sẽ rất là tò mò, nó cứ hướng nó nhìn xuống mấy con dưới tầng đáy, ví dụ như là nó nhìn mấy con củ sừng mình dưới làm gì hoài, cho nên là nó sẽ bị sợi mắt thôi. Đó, nhưng mà mình nói là đừng có quan tâm quá tới cái vụ mà sợi mắt đó. Rồi đó là về những cái yếu tố mà cần thiết. Thứ nhất á, thì mình nói là chất nước, đó là chất nước phải sạch đó, pH là phải từ 7 cho đến 7,5 đó. Rồi các bạn có thể tham khảo các clip về vàng lọc trên cá rồng và nham thạch và các vật liệu rọc của mình, để mà mình có nói những cái video clip trước. Rồi thức ăn cho cá rồng á, thì các bạn nên cho ăn tôm nè, ăn côn trùng và là ăn dế. Rồi thứ ba nữa đó là ánh sáng rất là quan trọng nha các bạn. Ánh sáng thì các bạn nên chơi cái đèn thủy sinh đó, ODC hoặc những led thủy sinh hoặc là nắng trực tiếp mặt trời càng tốt, và phông phải là phông nền trắng đó, thì con cá rồng của các bạn, những con cá ngân long nó mới lên màu đẹp được. Còn vấn đề nuôi chung thì các bạn rất là thoải mái đó, dân cá này đó, các bạn ghép cũng rất là dễ luôn. Đối với ngân long thì các bạn ghép thì các bạn ghép từ nhỏ, còn đối với một số con cá rồng châu Á khác các bạn ghép từ nhỏ cũng chưa chắc là thành công nha. Cho nên á, nhiều bạn nói chung là nhìn cái hồ của mình nói là mình có tiền mua cá mà không có tiền mua hồ. Thì mình nói thiệt y chang như là mấy bạn ở nói mà y như là mấy bạn đó có cái đầu mà y như mình nói một câu có cái đầu mà không có cái não, y chang vậy. Làm gì có cái chuyện mà có tiền mua cá mà không có tiền mua hồ hả? Tại vì một cái hồ nó đã trả bao nhiêu so với giá trị của con cá hết á. Vấn đề là nhà mình không có đủ không gian đó, và mình phải chấp nhận nuôi như vậy đó. Chứ làm gì, chứ mình nói thật sự nha, cái việc mà nuôi cá rồng á, các bạn có tiền các bạn mua thế nào cũng được hết, nhưng mà nếu mà các bạn có tiền mà các bạn muốn nuôi cộng đồng chưa chắc là đã được đâu. Tại vì rất rất ít người ghép được cá rồng cộng đồng thành công như thế này, nó không phải là dễ đâu các bạn. Đó là học được trước, mình có một con hồng long nữa thì như cái clip mình chia sẻ được trước đó là nó nhảy xuống hồ cá biển nó chết á. Đó, và hiện tại là mình cũng rất là lười để mà tuyển thêm mấy con cá rồng nữa đó, trừ khi là mình phải tuyển hết hai em ngân long này về nhà của thằng em họ của mình. Tới bây giờ mình cứ kêu nó lấy mà nó cũng chưa chịu lấy nữa, nó cứ òn ngàn không à đó. Mà cá thì càng ngày thì nó càng vượt sai. Rồi còn về yếu tố về phong thủy á, thì các bạn nên đi xem các thầy về phong thủy bát tự, chứ các bạn đừng có xem ở trên mạng vu vơ rồi tử vi hay là thầy bói này kia nha. Đó, không đúng đâu, rồi mất công lại phản tác dụng rồi các, nặng nề lắm đó nha các bạn. Về yếu tố phong thủy mà một khi đã làm trật thì cực kỳ nặng luôn nha các bạn. Đó, tán gia bại sản là chuyện bình thường đó nha, gia đình ly tán là chuyện rất là bình thường nếu mà các bạn làm trật về cái phong thủy đó. Đó thì các bạn nên chịu khó một chút là đi xem bát tự, xem phong thủy để mà biết cái vấn đề về mà nuôi cá như thế nào, nhất là đối với những con cá mà nó mang cái tính chất phong thủy như thế này. Đối với những con cá mà nó được đặt theo tên của 12 con giáp á, thì nó rất là mạnh nha các bạn. Ví dụ như cá rồng nè, hoặc là cá chó nè, hoặc là cá mèo nè, hoặc là cá trâu nè,
Có những con cá mà nó đặt tên, hoặc là con cá rắn nữa nè, nó những con cá mà được đặt tên theo 12 con giáp á, là khá là nặng đó nha các bạn. Cá chuột nó coi vậy chứ mấy cá chuột bé xíu vậy chứ, các bạn nào mà đã kỵ, mà kỵ thủy mà còn kỵ chuột nữa, các bạn ập cái đó vô hưởng nước mà đi luôn á đó. Đó, chứ không phải giờ chuyện đơn giản đâu nha các bạn. Đó thì cái video clip đợt trước của mình á, mình xem thì nó chỉ mới có 1.100 lượt xem thôi đó, thì mình chưa khoe cho các bạn cái con siêu phẩm đó đâu, mà bây giờ có khoe thì chắc cũng khoe cũng cũng khó à, tại giờ nó núp mất tiêu rồi đó. Rồi nhiều bạn thì nói chung là nếu mà theo dõi kè mình nhiều thì cũng biết con đó là con gì rồi đó, nhưng mà mình sẽ có nhiều cái thứ để mà khoe nữa chứ không phải là chỉ có bao nhiêu đó đâu đó. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video clip về cách nuôi con cá ngăn long tại đây. Đó, nếu các bạn mà có thắc mắc gì thì cứ comment và yêu cầu mình sẽ làm một cái clip tiếp ở bên dưới nhé. Đó, rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.